Nếu như giới cầu thủ, người ta lúc nào cũng tranh cãi liệu ai mới xứng đáng làm quát của bóng đá thế giới, thì đối với các huấn luyện viên cũng có những người xứng đáng với danh hiệu ấy. Và nếu xét trên phương diện thành công khi dẫn dắt một đội bóng, khó ai có thể so sánh với Carlo Ancelotti, huấn luyện viên có thể coi là vĩ đại bậc nhất lịch sử châu Âu. Tất nhiên đã có không ít ông già gân cầm quân ở độ tuổi trên 60, nhưng ở đây chúng ta đang nói về đỉnh vinh quang. Huấn luyện hàng ngày, chỉ đạo hàng tuần là một chuyện, làm sao để chinh phục các giải đấu có đẳng cấp chuyên môn cao nhất lại là chuyện khác. Với các ngôi sao trên sân, đấy là vấn đề phong độ, có chăng thì thêm kinh nghiệm, sự khôn ngoan để kéo dài tuổi thọ hay phong độ hơn mức bình thường. Còn đối với các huấn luyện viên, đấy là vấn đề quan điểm, suy nghĩ, trình độ liên quan đến thời đại và thế hệ. Huấn luyện viên không sợ già đi, chậm chạp hơn sau khoảng chục năm như các cầu thủ. Nhưng cũng như nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống, bóng đá hiện thời khác với bóng đá 10 năm trước, càng khác với 20 năm trước. Hãy nhìn Ancelotti mà xem, có vẻ như yếu tố thời đại hay chu kỳ 10 năm với các huấn luyện viên là vô dụng đối với vị chiến lược gia người Italia. Ancelotti là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử giành được chức vô địch ở cả 5 giải đấu hàng đầu ở châu Âu. Ông đã vô địch Serie A ở Ý, Premier League tại Anh, Ligue 1 tại Pháp, Bundesliga tại Đức và mới nhất là La Liga tại Tây Ban Nha. Rõ ràng đây là thành tích vô tiền khoáng hậu. Mỗi nơi đi qua, Ancelotti đều thích nghi và phát triển những cầu thủ của mình. Carlo Ancelotti từng huấn luyện Juventus thành công ở cúp Intertoto trong thế kỷ 20. Nhưng tại thành Turin, chưa bao giờ Ancelotti nhận được sự tôn trọng. Khởi đầu của Ancelotti ở Turin không hề suôn sẻ chút nào. Rất nhiều huyền thoại của Juve không thích Caletto. Các cổ động viên thì chào đón ông bằng đủ mọi cách lăng mạ. Một con lợn thì không bao giờ biết huấn luyện. Họ chào đón Caletto như vậy khi Juve đá ở Allianz. Ancelotti không được ủng hộ. Ông làm việc trên sân nhà cứ như thể ở dưới địa ngục. Trên khán đài sân vận động nói riêng và thành Turin nói chung, Ancelotti luôn bị chỉ trích nặng nề. Những kẻ quá khích luôn sử dụng hình ảnh con lợn để nói về ông. Cựu chủ tịch Alberto Anelli cũng phải thừa nhận, gần như cả thành phố gồm cả báo giới luôn chống lại ông ấy. Câu chuyện con lợn luôn là giai thoại bất hủ về cách Ancelotti đương đầu với những chỉ trích và sức ép trong vai trò huấn luyện viên. Đây là công việc rất khắc nghiệt, đòi hỏi cao hay như người ta thường mô tả là không có chỗ cho lời cảm ơn. Sang đến thế kỷ 21, Caletto đã giành chức vô địch quốc gia đầu tiên tại Serie A mùa giải 2003-2004 với AC Milan, cùng với những huyền thoại như Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Clarence Seedorf và Filippo Inzaghi. Đó cũng chẳng khác nào màn trả thù tuyệt vời cho những kẻ đã lăng mạ ông tại Juventus. Sau đó Ancelotti chuyển tới Chelsea vào năm 2009, nơi ông lập tức có cho mình Premier League với những John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba. Hai năm sau, ông quyết định tham gia vào kế hoạch phát triển bóng đá của gã nhà giàu mới nổi Paris Saint-Germain. Với việc đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ, ông đã tạo nên những viên gạch đầu tiên trong thành công của đội chủ sân công viên các hoàng tử tại Ligue 1 từ cảm hứng của Zlatan Ibrahimovic. Với Bayern Munich, sau nhiệm kỳ đầu tại Real, ông đã có cho mình Bundesliga, kế thừa đội hình xuất sắc mà Pep Guardiola đã xây dựng trước đó với Joshua Kimmich, Kingsley Coman cùng các cựu binh là Manuel Neuer, Thomas Müller hay Robert Lewandowski. Trở lại với Real Madrid, sau một mùa giải đầu ở Everton, ông giờ đây đã tạo nên lịch sử cho riêng mình với chức vô địch La Liga lần thứ 35 trong lịch sử Los Blancos. Còn ở sân chơi UEFA Champions League, không ai có thể vượt qua sự vĩ đại của Ancelotti. Ông đi vào lịch sử của giải đấu với tư cách là chiến lược gia có số lần giành cúp tai voi nhiều nhất ở giải đấu này với 4 lần đứng trên đỉnh châu Âu. Don Caletto không chỉ là một trong những người đã nâng cao danh hiệu này trong cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ông còn là người có số lần vô địch UEFA Champions League nhiều nhất với tổng cộng 6 lần. Khi còn khoác áo AC Milan, ông đã cùng Rossoneri có cú đúp C1 liên tiếp ở mùa giải 88-89 và 89-90. Sau đó ông tiếp tục cùng đội chủ sân San Siro tiến tới đỉnh cao bóng đá châu Âu vào năm 2003 và 2007. Sau chức vô địch Champions League cùng Real Madrid vào năm 2014, những tưởng ông đã hết thời khi không thể đưa Bayern Munich hùng mạnh tiến tới chiếc cúp bảng, đồng thời phải chuyển sang tận Everton, một câu lạc bộ không giàu thành tích ở châu Âu tại Premier League. Tuy nhiên khi trở lại Real Madrid, ông đã tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ của những cầu thủ như Vinicius, bộ chín trong sự nghiệp của Alaba hay Thibaut Courtois, cùng kinh nghiệm của Karim Benzema, Luka Modric hay Toni Kroos. Ở mọi nơi mà ông đặt chân đến, Ancelotti đều để lại dấu ấn cho riêng mình. Khi nhìn vào ông, một số luôn tự đặt câu hỏi, đằng sau cái vẻ trầm mặc kia là năng lượng vô tận và bộ óc thiên tài đến thế nào. Nhưng Ancelotti không thực sự thuộc về một thái cực nào. Ông không phải người có một phong cách đặc trưng về chiến thuật như Pep Guardiola, thiếu những nghệ thuật hắc ám của Jose Mourinho, không
không thực dụng với lối chơi phòng ngự hà khắc như Diego Simeone, cũng không lãng mạn bay bổng theo kiểu bảo thủ của Arsene Wenger, không hướng đến phát triển dựa trên nền tảng tài năng trẻ giống Jurgen Klopp. Bản thân Ancelotti là một nhà cầm quân điềm đạm nên ông cũng thiếu các tố chất dạng thủ lĩnh tinh thần như Antonio Conte. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là Ancelotti tại sao lại thành công đến thế? Không may mắn nào có thể giúp một huấn luyện viên đăng quang Champions League đến 4 lần. Câu trả lời trong trường hợp của Caletto đó là một sự linh hoạt và tính tổ chức. Thông thường hai phạm trù này có sự va đập bởi tính tổ chức đòi hỏi những quy chuẩn, trong khi sự linh hoạt lại được sinh ra để phá vỡ những quy chuẩn ấy. Carlo đã giải quyết được bài toán này bởi sự nhạy bén thiên bẩm. Nó bắt nguồn từ xuất phát điểm từ những ngày Ancelotti đến với bóng đá. Trong những cuộc bình chọn cho danh hiệu huấn luyện viên hay nhất thế giới hiện tại, Ancelotti có lẽ khó cạnh tranh với Jurgen Klopp hay Pep Guardiola, hai người dẫn dắt Liverpool và Man City giỏi hơn Ancelotti trong việc biến mình trở thành ngôi sao lớn của đội bóng. Huấn luyện viên người Italia thì khác. Sự trầm lặng và điềm tĩnh của ông mới là thứ tạo ra sự khác biệt. Cựu danh thủ của Bayern Munich Philipp Lahm đã từng có những chia sẻ về người thầy cũ của mình. Ancelotti là huấn luyện viên đặc biệt của bóng đá thế giới, người đang bước trên ngưỡng cửa vinh quang. Những gì Ancelotti nói trong một tuần, Pep Guardiola chỉ nói trong 3 giờ. Nhưng sự linh hoạt và phương pháp quản trị của Ancelotti khiến tôi hiểu tại sao ông ấy thành công ở mọi nơi. Nhà cầm quân người Italia chưa bao giờ đánh mất tinh thần và khát vọng trong suốt những năm tháng huấn luyện đỉnh cao. Một bộ phận giới quan sát tin rằng đó là bản chất của Caletto, một mẫu lãnh đạo trầm lặng như tiêu đề cuốn tự truyện nổi tiếng của ông, Ancelotti nói. Tôi ở trong thế giới bóng đá từ năm 1977 và không có thời gian hay ham muốn cho những đấu đá. Song trên thực tế, Ancelotti cũng đã trải qua toàn bộ những cay đắng để xây dựng nên hình ảnh như ngày nay. Nói cách khác, nhân dạng của Ancelotti hiện tại đến từ những thất bại của chính ông trong quá khứ. Xây dựng mối quan hệ tốt với cầu thủ là điểm nhấn lớn trong cách huấn luyện của Ancelotti. Ông hỏi Toni Kroos và Marcelo về việc nên thay ai vào sân trong hiệp phụ trận bán kết Champions League lượt về với Man City. Khi còn dẫn dắt Chelsea, Ancelotti cũng thường xuyên hỏi John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba như thế. Điều đó khiến cho Terry cảm thấy ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy huấn luyện viên nào, có lẽ trong suốt sự nghiệp hỏi các cầu thủ và giao cho họ trách nhiệm. Tuy nhiên vào những năm đầu sự nghiệp, Ancelotti từng là mẫu huấn luyện viên đặc biệt cứng rắn trong việc từ chối thỏa hiệp với những ngôi sao. Ancelotti từng nhất quyết bán Gianfranco Rola ngay khi được bổ nhiệm dẫn dắt Parma vào năm 1996. Ông cũng từ chối chiêu mộ Roberto Baggio khi đó đang thất sủng tại Milan vì không muốn mẫu ngôi sao khó quản, khó lắp ráp vào đội hình 4-4-2. Sau này chính Ancelotti thừa nhận đó là sai lầm. Ông chấp nhận thay đổi trở thành huấn luyện viên có mối quan hệ tốt nhất với những ngôi sao sở hữu cái tôi lớn thế giới như Cristiano Ronaldo. Nếu có gì đó học được từ Ancelotti, đó sẽ là việc thích ứng quá tốt với thời cuộc. Đội bóng của Caletto có thể sai một lần, nhưng không có lần thứ hai. Bỏ cuộc không nằm trong từ điển của nhà cầm quân người Italia và bất kỳ câu lạc bộ nào ông từng dẫn dắt. Đó cũng là bí quyết để Ancelotti tồn tại, trụ vững trên đỉnh vinh quang châu Âu suốt gần 20 năm qua. Điều không một huấn luyện viên nào có thể làm được. Thất bại, học hỏi, điều chỉnh, chiến thắng, bí quyết của Ancelotti có thể xem là kiểu mẫu. Khi thế giới bóng đá ngày càng phức tạp bởi số liệu, công nghệ, những triết lý hàn lâm cùng thế hệ người hâm mộ ngày càng già đi, những chiến thắng của Ancelotti với Real Madrid hiện tại là câu trả lời. Bóng đá như xưa và nay vẫn vậy, hấp dẫn theo cách riêng không thể bị sao chép hay cắt nghĩa. Carlo Ancelotti luôn là vậy. Khó có thể định nghĩa dấu ấn chiến lược của vị huấn luyện viên người Ý là gì. Nhưng bằng cách nào đó, ông luôn thành công và trở nên vĩ đại theo cách của riêng mình.